Cửa hàng đồ cũ Joe Mr. Tom xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ ba đồng hồ đẩy bàn thuộc dòng Upri lên dây chạy 400 ngày. Và trong cả ba chiếc đồng hồ này, mỗi một chiếc sẽ đến từ một thương hiệu khác nhau, nhưng tổng thể của cả ba chiếc đồng hồ này thì được sản xuất năm 1960 năm 1970 made in Germany tại Đức. Ở mẫu đầu tiên đến từ thương hiệu Coma, mẫu thứ hai đến từ thương hiệu Forest và mẫu cuối cùng đến từ thương hiệu Kundo. Cả ba đều lên dây chạy 400 ngày nha các bác. Và đến mẫu đầu tiên. Ở mẫu đầu tiên này đến từ thương hiệu Coma thuộc dòng Upli size lớn. Với chiều cao chiếc đồng hồ này đến tính là 30 cm, tính luôn cả chiếc ly, và phần đế này sẽ là 20 cm. Ở mẫu này thì sổ phần mật số được làm bằng chất liệu men với 12 chữ số học trò có hoa văn, dòng chữ thương hiệu trên phần mật số. Phía dưới số sổ sẽ là dòng chữ Made in Germany. Ở mẫu này thì hai thước cột để đỡ máy là hai thước cột trơn các bác. Phần đế này nhìn nó cao hơn, đẹp hơn này các bác, rất là đẹp. Mẫu Upli ở vị trí đầu tiên ở cửa hàng của em đang được bán với mức giá là 3.600.000 một chiếc Upli Coma. Và đến tiếp mẫu thứ hai, mẫu Upli đến từ thương hiệu Forest, mẫu này cũng lên dây chạy 400 ngày, kích thước với chiều cao là 30 cm, bề ngang là 20 cm, tính luôn phần đế này. Mặt số cũng được làm bằng chất liệu men với 12 chữ số học trò. Ở mẫu này sẽ có sự khác biệt là hai thước cột gác mái này sẽ là hai thước cột có hoa văn, khá là đẹp. Mẫu Upli ở vị trí thứ hai đến từ thương hiệu Forest, lên dây chạy 400 ngày ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 3.800.000. Và đến với mẫu cuối cùng là mẫu đồng hồ Upli lên dây chạy 400 ngày đến từ thương hiệu Coma. Mẫu này dẫu cho mình là phần mặt số nó to hơn hai mẫu này. Đây các bác, mặt số này sẽ to hơn các bác. Cũng được làm bằng chất liệu men và có dòng chữ thương hiệu màu đỏ ngay trên phần mặt số này, chữ thương hiệu Kundo. Hai thước cột gác máy là hai thước cột xoắn, rất là đẹp. Cũng với chiều cao là 30 cm, bề ngang là 20 cm, tính phần đế này các bác. Mẫu Upli ở vị trí cuối cùng đến từ thương hiệu Kundo với cái phần mặt số nó to hơn hai chiếc này, ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 4.000.000. Và cả ba chiếc đồng hồ Upli lên dây chạy 400 ngày này đều sổ cho mình mức giá lần lượt là 3.600.000, 3.800.000 và 4.000.000, đều mang cho mình những vẻ đẹp khác nhau. Rất đẹp các bác, cả ba chiếc đồng hồ này mức giá rất mềm. Với một mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm mà muốn sổ ngay một trong ba chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với em số hotline 0909 25303 hoặc 0909 55303, hoặc các đến ngay địa chỉ các em mã số 280C Phạm Tiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong ba chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển để làm thêm nhiều mới hơn xem em. Cảm ơn các bác.